gần ra chút xíu nước vô, rồi lấy cục bột màu trắng, lấy cục bột màu cam mình bỏ lên trên đây. Xíu nước, lấy cục bột màu trắng, lấy cục bột màu cam, thẳng lên trên đây, đưa nó qua. Ok, xíu gôn bỏ nhà cái gôn ra, thẳng trên đây mấy cái nhỏ nhỏ nó đi tiên. Rồi lấy chút xíu bột clear, cái này là lấy bột clear tháo đấy, đây là nào, đây là cái gì, chưa hâu được bột flex, ok, thả chút xíu bột clear các bạn, cho nó hâu cái flex của mình. Okay. Lấy cái bột clear thả từ trên xuống dưới, dốc cái tay xuống, chút nó vô, ok, đó, tao xanh thấm giấy thả bộ xanh ra đây rê xuống. Nhẹ thôi nha các bạn, không cần làm mạnh tay, chút cái lực của mình nhẹ thôi, chúng nó bỏ bột. Chấm nó vô, chấm lấy sếp. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái màu salad 30. À sorry, cái màu salad 126 nha các bạn. Mình lấy cục bột này mình thấm giấy chút. Thả lên trên đây. Vàng cục bột ra các bạn. Vàng bột ra, nhẹ cái. Nhẹ cái. Tiếp tục lấy thêm một bột nữa, thấm giấy chút,
khu vực lên trên kia đi còn ghê xuống chút. Nghe một xuống giúp một cái. Ghê xuống giúp một cái. Clean cái kia đi còn lại. Clean cái kia đi còn lại. Rê nó xuống chút, rút nó. Rê nó xuống chút, rút nó. Dùng cái mũi cọc dặn cái kia cò. Mấy số cái kia cò của mình đó, nó mẩn thì cầm mẩn, lát rồi mình đảo cái vũa. Ok, tiếp tục lấy cái bột lia. Thả cái bột lia ra đây. Rê nó xuống, kém nó xuống. Ok, mình sẽ lấy cái màu salad 144 này nha các bạn. Thấy cục bột không? Thấm giấy chút nha. Thôi thả cục bột lên trên này. Tỉnh mặt luôn. Mình sẽ lấy cái màu này nè các bạn. Màu 92B nha. Ok. Em ở Việt Nam muốn mua cỏ của anh được không hả? Em ở Việt Nam em inbox cho anh đi. Anh có người ở Việt Nam bán cỏ của anh đó. Hả? Giúp lên chút xíu. Trời tối. Bấm một cái dây xì nha chị. Lấy cục bột mà các bạn thấm giấy chút, thả cục bột lên trên đây. Vàng ra nè, không vàng ra để mình treo cái được lằn các bạn. Đánh nhẹ nó xuống cái, chút nhẹ nó ăn cái, không tiếp tục mà các bạn lấy thêm cục bột nha, thấm giấy chút này, thả cục bột ngay chỗ cái khóe này các bạn. Vàng cục bột này cho nó đều. Vàng cục bột này cho nó đều nha các bạn. Vú cái suốt. Nhớ dùng cây cọ của mình dập cái khóe cho nó đều bột. Cái thao tác dập này rất là quan trọng. Ok. Bắt đầu nè, lấy cái bột bia, dốc tay xuống cho bột nó chạy dưới rồi rút nhẹ nó cái. Không, xong. Ngay chỗ này nó hơi bị thiếu chút xíu bột các bạn thấy không? Ngay chỗ này nè không? Mình không có để yên như vậy các bạn. Đấy, tí xíu ngay đây thôi. Ok. Xíu thôi. Rồi. Mình
đây tiếp tục mình sẽ chơi cái gam hồng hồng nữa, cái màu xanh. Nhớ màu xanh không? Đó, bắt đầu mình thả nó lên. Nó lên chút xíu thôi. Đó, từ từ đưa vô nè. Làm cho cái cạnh nó mỏng xuống. Cái cạnh một là cái mép một là nó mỏng xuống và nó bắt đầu mình điều bột ở dưới. Sẽ dùng cái thân cọ điều bột ở dưới các bạn. Ra bắt đầu mình lấy cái màu hồng nè, sơn lực 30 nè các bạn. Thấm giấy chút nè. Thả cái bột màu hồng lên nè. Vàng của bột màu hồng ra và rê nó xuống chút các bạn, vuốt nó một cái đó là nó ra ôm rê, phải không? Nhẹ nhàng thôi, cũng không có cần phải rê mạnh đâu, rê mạnh quá nó trôi hết bột đi, no good. Rồi tiếp tục lấy cục bột màu hồng sau được 30 nè, không thấm giấy chút nè các bạn đó. Thả lên trên đây nè, bắt đầu mình điều bột vô nè. Anh chị em coi con điều bột ở trong cái khóe này không? Mình điều bột ở trong cái khóe. Khi mình điều bột trong khóe bắt đầu mình rê xuống, mình chút nối bột vô. Mình rê xuống chút là mình nối bột vô. Nhẹ nhàng hơn các bạn. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng như con đàn vậy đó nha. Bắt đầu mình đuổi nhau, mình dặn cho nó mở cái siêu bột của mình để cho mình lát hồi mình ở cái dũa nè. Xong. Và bắt đầu mình lấy chút xíu bột clear nè. Bột clear nè các bạn. Anh chị em các bạn ha. Thôi, để mình bảo vệ cái ống rê của mình thôi. Từ từ mình cúi lại. Mình vuốt lại chút xíu. Thì ở cái khâu vuốt mịn này các bạn để ý cái cách mà không chạy máy nè. Không có nhấc cái đầu vuốt lên mà không đi từ bên đây qua bên kia luôn. Không nhấc đầu vũ lên mà không chỉ rê nó xuống thôi. Đó là xong ha. Đó, rồi tiếp tục ha. Đó. Thì cái khóe nó tròn rồi. Khóe nó tròn rồi, vũ nó mạnh thôi. Nó mạnh thì lia nè ha. Các bạn coi con lia nè, con cũng lia nhẹ thôi nè. Để nó mạnh là đâu có mạnh nhiều nữa. Trong cái lớp đắp bột từ căn bản đến lên cao đó các bạn, không có hướng dẫn cho các bạn làm thế nào là chạy máy cho nó nhanh, nó gọn gàng, nó sạch sẽ mà khách nó không có đau tay ha. Thì không hướng dẫn sơ cho các bạn coi nè, mình đưa qua đưa lại mình không có đè cái đầu đũa nha, tại vì khi mà mình đè cái đầu đũa nó sẽ bị những cái đường sọc, những cái đường lằn đó các bạn. Mà nếu như các bạn xài những cái đầu đũa mà nó cuồn quá đó thì các bạn phải đè thì bột nó mới đi, mà chính khi mà mình đè nó thì nó bị sọc. Nhớ nha, đừng có xài cái đồng đũa quá cuồng nha các bạn. Một cái đồng đũa mà xài 3-4 năm là nó cuồng bắt đeo mát rồi đó các bạn ơi. Đúng mừng luôn các bạn. Mình là mấy cả năm nay mình đeo mát là mình hết chịu nổi rồi các bạn. Mình hết chịu nổi rồi đó. Đi đâu cũng đeo mát nên mặt nó khó thở được cố luôn. Mình hết chịu nổi rồi các bạn. Làm cho nó lên tay chị mình hỏi tí nè. Là khách khó cho nó lên tay nè chứ. Vũ ôm cái sếp đi nha các bạn, không hướng dẫn cho các bạn làm sao. Có những cái bạn á, các bạn biết sao không? Nhiều khi vũ á, mà càng vũ nó càng tốt cái móng mà sao cái móng các bạn nó cứ bè bè ra.
mà nó không có ôm vô, mà nó cứ bè mà cái dòng cái bè các bạn vũa cái này nó vô. Thực chất ra là các bạn phải ôm cái xếp vô thì nó mới ngon, chứ không phải là mình vũa cái cạnh nha các bạn. Đó, mình ôm cái xếp có nghĩa là mình vũa hai cái side wall này ôm vô thì lúc đó cái cốc hành của các bạn nó mới ngon nha. Nhiều khi có nhiều người lầm tưởng là ồ cái món cốc hành của tôi sao tôi vũa hoài nó có cong cong hai bên không, mà lá hồ cái xếp của tôi á nó teo lại như là mấy người bị teo cơ đó các bạn, nhìn nó xấu. Thực sự ra các bạn phải hiểu một cái điều đó là mình vũa đó, nó có hai cái vũa, vũa cái cạnh và vũa ở cái side wall. Thì khi vũa cái cạnh nó hơi thẳng rồi bắt đầu mình ôm nó vô, ôm cái side wall nó vô thì lúc đó cái cốc hình của bạn tự động nó thẳng. Ok, còn nếu các bạn cứ vũa cái cạnh ngoài nó bị mất bột, các bạn vũa hai bên đây nè nó mất bột luôn. Vũa nhiều quá, mà vũa nhiều quá thì nó mất bột thôi. Thì nói chuyện dễ hiểu thì các bạn phải ôm cái side wall vô thì cái cốc hình của mình nó mới thẳng hớn được nha các bạn nha. Để hiểu cái điều đó, ví dụ như vậy đi, đây là vũa cái cạnh nè nha, vũa cái cạnh rồi bắt đầu vũa cạnh thôi, giờ là thẳng lắm rồi, mình ôm cái vũa lên thì nó mới thẳng cái móng, chứ vũa đây hoài mà không ôm lên sao mà cái chỗ này nó mỏng đi mà nó to cái móng, nó thẳng cái móng được. Các bạn hiểu cái điều đó nha. Lìa bên này chút nào không? Em để cho anh nghiêm chỉnh đi ra huy chứ không thôi là anh lại sổ cái nhãn của anh ra giờ. Mấy bên đây anh lại chim anh rồng lắm rồi xây dựng một cái hình tượng nghiêm túc, anh nghiêm nghiêm túc. Ok, nhích một cục nữa thôi. Lấy cái thóc cốt ra, thóc cốt của Chizo làm đã lắm các bạn. Ok, còn mấy cái cục nhỏ. Bỏ lên trên đây. Một xoàn xỉn nha các bạn. Không phải một xoàn dởm nữa nha các bạn.
sai hơi sai khác. Thì đó, mà Swarovski thì đó. Đang bán gà với em luôn. Sướng thưởng quá mà. Lấy cái đèn chiếu yêu ra các bạn. Đây, lấy cái đèn chiếu yêu ra. Chiếu nó một cái. Rồi, nó đứng yên chút nào. Ok, bên đây. Vũ quên quánh thôi đi. Hỏi Vũ quên quánh là má nó nhìn mình. Má nó nhìn nó. Đi đăng sáu hồ luôn ở đây. Khách nào mà đi đăng cũng dữ lắm anh. Khách 10 tuổi đi hả? Thế mới đau đớn. Cái clue này dán móng, dán clue, dán đá rất là đã nha các bạn. Ok. Rồi, lấy cái top coat bỏ lên. Xong kế. Đá cục ra. Hai cục bên hông. Hai cục bên hông. Giữ như vậy. Dưới mấy cục này mở thôi. Đá trên này. Đá trên này. Đá trên này. Ok. Lấy cái này chiếu yêu ra. Chiếu ra cái. Ok, tạm thời nó sẽ hold nha các bạn. Tạm thời nó sẽ hold. Ok, hay lắm. Hai chút xíu ở đây. Ok, mấy chút xíu ở đây. Sẽ hút cốt chồng luôn.
chiếu vô. Mình nó đè lên cái chân đá, chân đá thôi nha, để cho nó dính cái chân đá của mình thì là chẳng không có rớt đá. Đủ nhờ thấp cốt cho nó sát cái chân đá cho nó bảo vệ cái chân đá của mình nó không có rớt ra. Bình thường với con đường và hộp sữa thì cách làm thì không sâu để các bạn coi hết rồi ha. Các bạn nào mà muốn đăng ký cái lớp học vào tháng 5 tổ chức vào ngày 17-18-19 ở Dallas, Texas, bao gồm chỗ ở và ăn uống và supply cho các bạn luôn, thì làm ơn gọi cho Phong qua cái số phone 818-747-8781. Các bạn nào muốn order những cái trò cỏ đắp bột, những cái đầu dũa thì cũng gọi qua cho Phong cái số điện thoại đó luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã đi nhiều nha. Phong cho